Wow, nhìn đồ ăn rất là bắt mắt, gồm có thịt bò, thịt lợn, thịt gà, tôm, mực và có cả thêm nước mắm Nam Ngư, tương ớt Chinsu rất hợp với khẩu vị người Việt Nam. Xin chào mọi người. Hello. Mọi mình ạ. Em. Hôm nay mình sẽ đưa mọi người đi ăn Tabe Hodai. À, buffet. Buffet Việt Nam. Yakiniku, thịt nướng. Đây là địa điểm rất là nổi tiếng ở Nagoya. Người Việt hầu như ai cũng biết đến. Nếu bạn nào chưa biết thì liên hệ mình cho thông tin chi tiết nhá. Nào đi cùng mình nhá. Let's go. Vì chuẩn bị đến Halloween nên quán này đã bắt đầu trang trí theo phong cách Halloween rồi các bạn ạ. Quán ăn này nằm ở tầng 2. Trang trí trước rất là đẹp. Đây là cửa vào. Wow, toàn Halloween. Đây là Nga Phạm đang đặt bàn đây. Đây là ăn nấu. Đông quá. Anh vào trong anh ngồi cho mát. Vì đông quá nên phải ngồi chờ. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ đưa các bạn tham quan khu bên ngoài này một chút nhé. Sau khi đợi khoảng 15 phút thì cuối cùng bọn mình cũng có bàn để vào. Giá cho người lớn ở đây là 2 sen 980 yên chưa bao gồm thuế. Và có thể uống Nobi Hodai có cả bia, có sen 6 một người. Thời gian ăn là 90 phút. Sau khi thanh toán xong thì chị nhân viên đã đưa mình đi nhận bàn. Quán này có khoảng gần 20 bàn ăn, trong đó có lừa số bàn là người Việt đã đặt. Bàn của bọn mình ở mãi tích cuối. Sau khi nhận bàn thì nhân viên hướng dẫn bọn mình rất là chi tiết. Nhận bàn xong thì bọn mình bắt đầu đi lấy đồ để vừa. Wow, nhìn đồ ăn rất là bắt mắt, gồm có thịt bò, thịt lợn, thịt gà, tôm, mực và có cả thêm nước mắm Nam Ngư, tương ớt Chinsu rất hợp với khẩu vị người Việt Nam. Không chờ đợi thêm nữa, bọn mình bắt đầu lấy đồ và để nướng thôi. Đầu tiên là bọn mình chọn lưỡi, tại vì lưỡi rất là mỏng, rất là nhanh chín và rất nhanh được ăn. Sau đó mình sẽ chọn thịt bò là món chắc chắn không thể thiếu được. Và tiếp theo là đến ức gà. Khi các bạn đi ăn nướng thì không thể nào mà thiếu món rau xà lách này được. Nó sẽ giúp cho các bạn đỡ ngấy hơn và sẽ ăn được nhiều hơn. Thịt nướng mà ăn cùng với kim chi thì không còn gì tuyệt vời hơn. Bọn mình đi 4 người vì sợ thiếu đồ ăn nên mình đã phải quay lại lấy thêm đồ ăn.
Tên. Vậy là bọn mình bắt đầu lên nữa rồi. Nhìn sơ sài quá phải không mọi người? Nhưng mà bọn mình ăn đến đâu bọn mình sẽ lấy đến đấy. Và đây là món tráng miệng của bọn mình. Ngoài đồ ăn tự lấy ra thì các bạn có thể gọi thêm trà sữa, sushi, vân vân. Tất cả đều miễn phí hết nha các bạn. Khi các bạn bấm chọn đồ xong thì nhân viên bên trong họ sẽ làm và họ sẽ để lại trên đường dây ở trên. Khi đồ các bạn gọi đến nó sẽ kêu tít tít tít. Bây giờ mình sẽ lấy miếng thịt bò này. Miếng này có rất nhiều gân, khi các bạn ăn vào thì nó có cảm giác rất là giòn. Và bây giờ sẽ là màn bóc tô bóng đêm của Nga Phạm. Vì bọn mình mãi ăn quá nên không để ý thời gian, quán này còn có thể tự làm kem bông gòn, kem tươi để ăn. Nhưng mà bọn mình không còn kịp thời gian nên không thể quay cho các bạn xem được. Trong trường hợp quán vắng khách thì các bạn có thể ngồi thêm 15 đến 30 phút thì không sao cả. Đặc biệt nếu có chị nhân viên người Việt Nam, mọi người có thể nhờ chị đấy giúp đỡ nhé. Nó căng hết cả bụng mọi người ạ. Căng tròn bo đây này. Tối về là không phải ăn cơm nữa, đi ngủ luôn, tắm xong đi ngủ luôn. Mai lại bắt đầu một cuộc hành trình cày cuốc. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi nhá. Nhớ like và đăng ký để ủng hộ bọn mình nhá. Xin chào. Bye bye.